Rồi, bây giờ chúng ta đọc truyện 10 vàng câu hỏi vì sao chủ đề khám phá thế giới động vật. Phần bay trên bầu trời 2, quyển bay trên bầu trời 2 nè, chủ đề được chọn để đọc bây giờ là tại sao dơi ngủ lại treo ngược thân mình như vậy nè, treo ngược thân mình. À, hình như quay gần quá nó mờ. Rồi, các bạn đang đi chơi, chắc là đi Đi lên picnic, rừng. đi lên rừng, có đeo ba lô, chắc có ngủ qua đêm. Rồi, ôi mệt quá. Ban nãy bị lũ dơi đuổi chạy một mạch, mệt thở ra đành tay rồi. Đi bộ á, đó mẹ nói phải thường xuyên đi bộ. Ở đây không có dơi. Rồi chợt nhìn thấy có một con dơi. Ở Ở đây đây cũng có dơi kìa. Wow, một đống dơi trong cái hang luôn. Mà mẹ sợ dơi lắm, trong mấy con mẹ sợ dơi lắm. Nó nhỏ thôi, chúng đang ngủ đấy. tại sao chúng lại treo ngược ngược người lên thế kia ạ? À? Dơi cảm thấy treo ngược người như thế ngủ sẽ tương đối an toàn, cũng tương đối dễ chịu. Gặp đâu trước? Trên này trước đúng không? Rồi cầm nạp đi. Trong quá trình tiến hóa, chân của loài dơi đã bị thoái hóa và không thể đi lại được. Vì vậy, dơi không thể dùng hai chân để hỗ trợ cho việc dơi bay lên như loài chim. Chỉ có thể nhờ vào lực của đôi cánh mà thôi. Đây nè. Khi dơi treo ngược thân mình chuẩn bị bay, chỉ cần chúng thả hai chân ra là có thể đập cánh để bay lên. Nếu do đang nghỉ thì nếu do đang nghỉ ngơi và phát hiện có nguy hiểm, chúng có thể nhanh chóng thoát thân. Mùa đông, loài dơi cần ngủ đông, ngủ ở tư thế treo ngược có thể giúp chúng giảm thiểu mặt tiếp xúc với nền đá giá lạnh. Giá. Hóa ra là chúng đang ngủ. Vậy chúng ta nói nhỏ thôi. Rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng làm chúng dậy. Ủa? À, khi lúc này đi vô trong hang mới tối phải rớt đũa. Rồi giờ cuối Cuối cùng cùng cũng cũng lên lên đến đến đỉnh đỉnh. núi. Tớ buồn ngủ quá, các cậu thì sao? Tớ cũng thế, chúng ta ngủ một tí đi. Ở đây đi leo núi. Hè, bắt chước dơi nè. Sao các cháu lại leo lên cây ngủ thế? Còn treo ngược nữa chứ. Dưới đất lành lắm à. Ngủ là la ngủ thật rồi đấy kìa. Hết Hả? rồi. Hả? Sao nhanh dở? Đây đi leo núi á. Rồi, đi cắm trại chứ. Nếu mà đi leo núi mà